bạn của chân đấy là nhầm miền kho kho Cisco nó tràn thì dân anh mưa tạm lần tới chân đấy là cứ mua nhầm dần đấy toán Ban được không? ấy là dân châu mưa tới về miền kho tràn chân dân châu mua dùa bón chạy tường nâng ca install lần ca config domain controller chân dân miền bay mì riêng mình riêng thì mỗi tập này nó mà dưới score là vậy tới chỉ ADDS thì phí ở dưới score phí domain controller thì bấy ở dưới chết là lãng domain controller chắc dương mơ tập tờ nâng ADDS component nơi nông domain nơi nông Windows Server về miền component ADDS nâng về trái chân chỉ phí thì mỗi cứ logical thì phí nó physical logical bên này này thà với đại diện mơ mình khơi và hạ bán physical bên này thà với đại diện mơ khơi à lấy nhóm dạy ta tên logical component bên này thà ca những tà lãng domain controller dương mình đang thá partition viết nơi tà nà thì dương mình đang thá ta viết per algorithm mấy thì chẳng mình thà nâng dưỡng ngọt đắng nhưng mưa ngọt khơi thì bây nực nông logical vì miền partition vì miền schema schema nâng mình này thà ưu tà hò thà dưỡng bậc cát user A mùi chẳng nâng lỡ nực nông ADDS partition nâng việc tờ update schema thà dưỡng bán bậc cát user mỗi chung mũi A user chung mũi A nâng lấy tùa sáp số đọc phí mua tỷ bày dần dân schema nâng update user nâng lấy đồ sáp mua tỷ bày dần nâng được hai tác schema toán nâng mình thì bấy tại tớ nâng domain mình này thật ca tạ là ADDS thử thử tầm miễn domain domain nâng ưu hòn đồ chí adatum.com google.com microsoft.com à nâng cái hai tác domain toán ấy. Group website tầng off mình này là group nơi lưới internet tầng off đài miền domain cứ thở tại miền ADDS cứ mình này là thở tại run nơi lưới Windows Server tầng off rồi go run nơi lưới Microsoft Azure AD tầng off rồi go run nơi lưới AWS tầng off chẳng hạn nó cứ chỉ một hết ADDS toàn ấy thế nhưng tí 4 trả tờ nâng domain tree. Domain tree mình này thá bằng đóng nấy domain. Ủa thỏa thá dân miến domain controlso.com, anatom.com, cohovayat.com. Chẳng hạn nâng gà thá domain tree vậy. Mình này domain bày nâng miến relationship cho mỗi kia gà thá domain tree. Mùi tiết forest Kana JP Forest mình này thá bật đống nấy domain nhóm dây mình nâng mình là bay domain miền relationship cho mùi nhiên chẳng vì miền là domain tree xây tiết đã miền bay domain miền relationship cho mùi nhiên à domain tree nâng vì miền relationship cho mùi nâng domain tree xây tiết bằng cách tờ chiếc forest domain toán ấy nhiên đưa chiếc cái luộm brand chai lũ ấy à nó sẽ phổ ra một tiên cứ tạo tạo nóng size size mình này thả ta đồng mềm nâng thật là nóng size nà size nâng cứ cái xong đáy từ lỡ đồng bọn ti gần lại mình này là size nâng nơi phần bình nơi xìm mà điếp nơi bát tập hôn nơi bình tiên mê chơi à nâng hái cái hai thật size một tiết ô dù mình này thả việc đối chia folder chẳng ưu dụ kê bạc ca viết là nóng Active Directory đảm bấy cắt đọc username cắt đọc computer name cắt đọc group dân từ hai tạ tờ nóng ưu dụ nâng container à folder nâng cứ container hai thì dân qua folder à lương lương đại dân bạc ca xem nhập chọc file là dựng chọn ở nơi khăn ông folder tầm mũi nó khả năng chỉ là container
chẳng ưu dụ nâng container vì chia folder sẽ map shop object đôi khi còn tại vì khó khăn nha trong tại pi dầm nói tì mê tha ưu dụ ác đi lịch ghét sức tạo nhạc xếng pra bàn dầm nói tì muối dầm nói tì pi ưu dụ ác link group policy bàn đôi like container rưu go folder mình ác thuớ dầm nói pi và phép được nhóm đi giới ban mình thì không có nên tập năng thì còn đấy việc chọn đôi khi còn đấy này chứ à lấy dương cho nó physical component physical component đôi chia domain controller ô tô hoa thà ta mà sân mùi ná đã túi chia domain controller ta physical nó dựng đăng tham mùi na chia domain controller thế dựng đăng đại sai đại sai mà sẽ nâng chung một tháng lớn DC one này dạng tài TP data store mình là ta data này domain controller nâng store nơi drive nà đó store nơi drive C program file sysfo này dạng tài TP ta mà sẽ nâng đa tua chia global catalog server global catalog គឺ ប្រើ សម្រាប់ speed up search នៅ លើ domain controller អញ្ចឹង global catalog យ៉ាង ហោចណាស់ មាន 1 នៅ លើ domain controller ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ បង្កើត domain controller 1 ឈ្មោះ ថា anatom.com អញ្ចឹង ដើម្បី ឲ្យ anatom.com ហ្នឹង ទៅ មាន relationship ជាមួយ នឹង domain ផ្សេង ទៀត ដែល នៅ ក្នុង domain tree យ៉ាង ហោចណាស់ anatom.com trâu ta miễn global catalog server mùi xâm rạp speed up search miễn này thà server mùi nâng cứ pra xâm rạp speed up search miễn này thà transfer xây xây nâng vì lươn rồi xa viên miễn khách xa vi toàn ấy này chứ thì buôn đã tạo nâng read only domain controller read only domain controller này sẽ đây thà chia mà sân mũi pra sầm rạp backup domain controller dương việc pra sầm rạp backup miền này đã backup active directory object nâng backup điểm này mùa hết đại kỳ pra read only domain controller đòi xa ta kỳ khách mà sân domain controller down cả nạn down on miền a restore thì đại bởi dương miền read only domain controller dương ái restore tới domain controller vĩnh bản chứng mình vừa ai operation dương down thì toàn ấy nghe chứ tạo dương tờ tiếp chứng anh ấy cứ chia schema vậy tờ chia schema cứ nhóm bạn tiền dương mình hết miền này thà biết thà schema ô tô họ ta dương chốt nó lớn user này mùi cho nên lời user này mùi dân user nâng về miền user password về miền home directory về miền CN về miền GID number về miền lệch tuột sạp serial về miền address như ấy chẳng nghe ta schema chia bỏ ra miền rộng bỏ user nâng cả nà dương cài lệch tuột sạp schema nâng chén lệch tuột sạp xâm rạp user mùi nâng dân tăng toàn này nè chứ anh nói behind the schema anh dựng cho đó là vậy từ trên domain forest active directory forest cứ nhom vậy mình nâng mình đã bận đóng này tree domain giống anh nâng nhom chạm bàn vậy thế anh ấy cầm bát đấy ou vậy tới chỉ ou ou được nhom vậy mình ou cứ tra dầm rap shop object nơi trong active directory dùng object miền đồ chia user account group account computer account rồi có ou clone ai dân từ hỏi ou nâng việc đối chia container đã đối chia folder đã còn tại ou việc phải xét strong nè strong là chậm nói pi nè thì muốn dùng ai ở giá group policy này không OU nông bàn còn tại container rồi có folder mình ai ở giá group policy bàn thì
Chúng nói khó khăn này. Chúng nói tí phí. Tô dũ dựng ác tê sức. Nói cục cường bàn. Còn tay. Phụ đỡ dựng mình ác. Bắt đầu sức ở bàn thì. Nên dựng đa giá anh sức. Tạo ở giá anh sức. Nên lưu phụ đỡ cái đấy. Ở đó ở giá anh. À dàn folder ni ao user ni group chrome bạn á chưa ở miền đi có nó như vậy miền là bơ à dàn permission ao read ao write ao modify cho nó bạn vấn đề ao à dàn đi bộ cô muối từ bộ cô muối cứ mình bạn thì có nó như vậy tỏ dân cho đó ta miền ở vầy thamay nực nông Windows Server bị quán ở bộ môi thamay miền đồ chìa PAM nơi dân đại lưu PAM Privilege Assignment thì phí nơi dân đại lưu Azure AD cho anh miền này thà tùa sạp dưỡng có ai cho anh đúng mấy anh trong lờ bàn này cứ cho anh tam là dưỡng Azure AD và cho bọn này nâng lửa cloud cứ cái áo cho mua thá Azure AD mình này thá vì mà nâng Active Directory nâng lửa Windows Server On-Prem mở dường tạp vì nâng không nghe thoáng Azure AD nâng dường ai chọn worldwide bàn dường có internet ná và ai chọn bàn đây còn đây tại sao nâng Active Directory nâng lửa Windows bỏ dường lúc ra tại dường nâng nâng network đôi khí nế tớp ai chọn bàn chẳng là mỗi phần giảm lọc khó là mỗi phần giảm internet chẳng là lời này kia này dùng prai cho mỗi nâng internet toán ích này dưỡng chẳng trầm ních này dưỡng thờ tài hiến đã tạo nâng Active Directory lưu Windows Server ở chỗ bà hỏi và tỏa mó đã tạo nâng Azure AD vì ở miền apply bí Active Directory lưu Windows Server bị bọn đọc ngồi thì toán ích thì bây giờ tên Microsoft Passport nên chúng ta phở Microsoft Passport ấy. Nên là vài hỏi thử vài pin này tiệt Microsoft Passport này vì hiện secure nó thamay hơn như là phần năng tế chẳng là này chạy tên là dùy lý nhóm dạy tiệt đấy chúng dùng mơ tạo tàu nâng ca trục rong Active Directory đúng management nên là nâng Active Directory đúng mênh sử dụng vì miễn đồ chía Active Directory Admin Center anh chẳng đâm bây ơi anh đang việc bảo hành bán lưu tra tài dưỡng setup Domain Controller successful từ việc tránh bạn này màu thì tí tạo tàu nâng Microsoft that the Active Directory user and computer thì bởi that the Active Directory size rồi anh đang dùng nâng hiền về tính tiết dùng hiền nâng chạy về thì bốn that the domain and track thì prime that the schema được nhầm dạy trong cõi that the nâng Windows PowerShell cứ về hiền dưỡng đối lại nội dân cứ vài command line trong cá mà nét nâng lưu Windows server bỏ dưỡng chân chạy tương ABDS Admin Tool bị miễn ra trong nốt bằng mùi lần thì chẳng thì dưới nâng hiến là bằng mùi nâng tầng ọc này toán ấy, cái này dưới hiến start vào bằng mùi nâng từ nhầm dạy nhấn cứ dưới chạy hai chạy tương Windows Server vì ảnh miễn ấy chờ bị nâng tì tỏ tình tiết chẳng dễ mơ vậy tới chứ Domain Controller việc tha Domain Controller cứ việc mà nâng phía Active Directory hãy đâm bay ở đăng tha mà xin nâng miền Domain Controller lưu tra tại dưỡng cho tới Program File System hay ở Sysvol rồi có dưỡng ai search nâng không trải xí vì miền đại tập bay mũi cho một tháng ntds.dip cái này dưỡng search khơi nhà nâng nếu không phụ đỡ sysvol mình nên thả mà server nó cứ đào tua chiếc domain controller
toán ấy. Của domain controller cứ viết miễn database viên năng nông ca cục crom mà sân năng hai domain controller cứ viết bở Kerberos Authenticate hình ảnh chiến score Kerberos miễn này là Kerberos năng cứ tìm tốt user năng password năng gà đa Kerberos chúng nói tiếp bài best practice đâm bay ở dưới nâng miền phía cùng vuông bán miền này thả availability và hậu ná dương thờ miền phí domain controller miền này thả thờ miền phí mà sân đá chúa đá túa chia domain controller mùa hai đấy mà sân phí ba sân chỉ mùi đáo nơi xóa mùi tiền tái bởi dương tại lãng domain controller nó lưu tay một sân đầy mùi tí và một sân nâng down nâng nâng cồng hôn dưỡng cứ down tập ọc này đôi chìa một xóm mánh rồi có một xóm ngái đôi chìa ABA down à nâng ấy đầy xa thái vì ẩn miễn availability nâng nóng bèn nâng rồi có miễn bánh hà ấy mũi rồi có miễn pi bay server mến bằng tay à, một sân pi xanh thiết sắt đóng được có cut interrupt vì đòi dương ngọt đăng khuôn đó về mùi nụ đau tới việc đau tổng ngọt chẳng hãy bàn chía vì miễn bàn hát interrupt tổng đó dù sẽ toàn cái này chứ mùi tiết tại đó security chẳng đồng bây domain controller lơ dương miễn security dương tờ private only domain controller anh nhung dạy bị môn hỏi mùi tiết đưa gọi dương phở bit locker mình này thá chắc dry này dương score bit locker mình này làm dry với dương phở bit locker tớ mình đang encrypt tờ chia password dry nó chọn decrypt với người ta dương dương by password đưa gọi dương file restore via mó restore code hát xa anh về máu tiếp dừng ách đi clip drive nâng làm vinh dân dân trong dịch chùa thí dân dân vợ bạn nâng to nâng này dân à lời dân cho đo ở vầy tới chía lúc bó cạch tầm lọc anh nâng được nhóm dây hai hai mình này tha chía ra dùm đáp speed up search nó lớn domain controller mùi domain domain mùi trở thành miễn global cắt lọc mùi ủa thọ tha nhầm miễn domain mùi chung một tháng ai là tấm dot com hoặc nhầm miễn domain mùi chung một tháng control dot com chẳng ai là tấm nâng control dạng hậu nát trở thành miễn global cắt lọc mùi mà nè tiếp roll user roll computer account chạy tổng nghiệp bán tới vì lươn toán ấy này chứ tại chẳng vì ọt lươn thì tỏ lấy dân tật tiết anh em bài tế tận đầu nóng anh ấy nghe dân chăm chăm việc điên e chứ chăm nhóm phải học dưỡng ở ngoài tới chi s AV record, A record của mình hiện nay nhóm ai dưỡng đáo từ lửa tái domain controller thì xanh thiết dưỡng chạm chối mình hiện cao cho chạm dù vì họ đã record nó bị miền trơn toán nó như những này nhớ score A record scan on là như vậy ta dừng tập tiếp em mặt thế toàn nhầm giấy như thế này chứ
Hello. Bạn lên được không? Manage Lên được ngon không? lắm. Manage ngon lắm. Tao master chăm dương chạy thì tới chăm nhầm dạy viết mà là dương tao nâng ni sân chẳng hạn tao nâng cài install domain controller chẳng cài install lắm có dương add role add add tới họ dương thua tao tam visa mình tới anh ấy visa mùi tiết bao dương ở trong phở visa tới dương phở comment lại nhá đưa dương vài nhật nông lần lượt dần. Nên ca upgrade mình nói là ca upgrade vì domain vì Windows Server vì phần bay rồi có vì phần ở vì màu vì phần ở bộ những ca upgrade cái này những upgrade in place mình nói là vì benefit vì miền đối chi file program đã những bạn install là lưu mà sân chắc vì ở mặt cần là thì hỏi càng nghĩa là những bản thư là lưu domain Windows Server trả nó có biết ở miền càng nghĩa ấy thamay đài và tái bởi rít miền này thà bao dương upgrade domain nâng phê chẳng server bao dương nâng cứ phở lên cả thôi nên dương drop upgrade Windows anh ca upgrade Windows Windows client được nhiều thôi dân chọn upgrade Windows bằng bài chọn mũi màu Windows 10 được có Windows 10 từ Windows 11 cho chẳng cần ai dân chọn upgrade vì miễn benefit mũi mình này thà role program đại dương phở được trong Windows 10 màu đọc mũi nâng dựa trong bản install ấy thamay thì vì màu sạp còn tới bữa sân đại dương upgrade nâng successful tí cứ dân thời thái corrupt biến độ nâng chẳng bà dương anh ấy bà dương chọn ở Windows Server vì phần đọc mùa dương vừa tới miền bật sật thập hiếp ràn lõ dương bật dương tờ lạng server thăm mấy á dương server thăm mấy tới miền này thay dương miền server mùi tờ lạng Windows vì phần đọc mùa thăm mấy dân chẳng dân à file đại miền nơi Windows chắc dân gọi migrate cho tiếp bọn đọc mùi nâng tới dựa miền bánh hại thì dân ta tương nâng là chậm mọt tp ní nơi khẳng nào cực kỳ cho chết bảo vệ đài toàn ấy bộ ấy bộ viên miền tự sát được phía còn đại viên chậm nái càng nghĩa dương bản tích ta tương nâng ca migrate nâng ca riêng trong file setting nâng nơi lưu Windows Server thông mày toán cái này chứ dân tật tiết chứ là cả install rồi install tạm dạng mấy đĩa mình này tha dương miền đi dương miền file Windows file domain controller dương install tạm mấy đĩa nắng của bạn này rồi có cái ở một cách thá IFM install from media mùi tiết ca clone domain bởi dương cho clone domain các bạn đấy à clone nó kia cho chất phở cho mùi này không ghi âm cái clone đấy ô ta hỏi là nhông nhiên Windows Server bị bón đọc mùi mùi chứng nhầm mình chăm bạch set up Windows bị bón đọc mùi thông mấy tên nhầm có clone hóa cài cho mùi việc tới có việc bán này mình này là clone nó có việc là o này vì anh miền bằng hại thì và dân clone nó dân cài SID về tới cài mua về tới và bạn dân cài clone nó về lo chiến cá upgrade Windows toàn ấy ngay dân là dân chân miền ấy miền thì muối cứ miền đập bàn ăn tiền chân mong so tiền mà so về mà máu chiến này dương ăn một lẹp chắc chẳng nhầm năng sen pha lẹp ta ao và cái này dương ngó xù toán này này dương
toàn bát bát toàn À, lời nhóm nhà pha lẹp nâng ta áo